Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì hôm nay là mình lại tiếp tục mình làm video về chủ đề là trồng bí hồ lô nha các bạn, cũng như là sẽ trả lời câu hỏi cho một số bạn đã bình luận trong kênh của mình về cái chủ đề là trồng bí nha. Thì có một bạn tên là Nguyễn Hoàng Nguyên, thì bạn này có đặt một cái câu hỏi cho mình á, là trồng bí hồ lô á thì mình sẽ lấy được là bao nhiêu trái, và khi mình lấy trái ở trên những cái thân chèo như vậy á, thì mình có nên bấm đọt hay không, hay là để nó bò tự nhiên đó. Thì ở trong video này thì mình sẽ là chia sẻ lại cơ bản về cái cách trồng bí cho những cái người bạn nào mà mới xem kênh của mình, cũng như là những cái người bạn nào mà xem kênh lâu á, thì bạn cũng có thể là tham khảo ha. Thì đối với trồng bí này các bạn, thì cái thời gian thu hoạch của nó là chỉ tầm là 70 ngày ha. Và khi mà mình trồng các bạn thì lỗ cách lỗ á, là nó phải từ 5 cho đến 6 tấc cho một lỗ nha các bạn, tức là một dây đó. Và mỗi lỗ như vậy thì mình chỉ bỏ là đúng là một hạt thôi, chúng ta không bỏ nhiều ha. Và cái lượng chèo ở trên cái thân chính của mình á, thì mình sẽ lấy là từ 3 cho đến 4 chèo là chuẩn nha mọi người. Đối với cái kích thước là liếp kích liếp là từ 3m đến 3m rưỡi là chuẩn. Và khi mà cái dây bí của mình các bạn mà nó được là từ 7 cho đến 8 lá đó, thì mình sẽ bắt đầu mình tiến hành mình cắt đọt cái đợt thứ nhất cho nó, đặng cho nó lấy những cái chèo. Và cái lượng chèo ở trên dây bí là tầm 3 đến 4 chèo là tùy theo cây sung đến cây nó không sung ha. Và cái lượng trái ở trên dây bí của mình á, thì mỗi chèo như vậy là mình sẽ lấy là từ một trái cho một dây chèo nha mọi người ha. Có nghĩa là cái dây chèo mình 3 trái là mình sẽ lấy là 3 trái. Còn nếu như là 4 thì mình sẽ lấy là 4. Còn những cái trái ngọn á, là mình sẽ cắt bỏ hết, mình không có để, tại vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái lượng dinh dưỡng ở trên cây, làm cho những cái trái mà ở thân gốc á, thì nó sẽ không có được to bự nha mọi người ha. Cái đó là cái cách mà lấy trái ở trên cái thân bí của mình ha. Thì có một bạn nữa, bạn này tên là Na Quỳnh. Thì bạn này có hỏi mình là bí của bạn đó giống như bí của mình, hỏi cần có bón phân gì hay không. Thì cái câu hỏi này thì nó không có rõ ràng các bạn, tại vì mình cũng phải là thấy được cái đám bí của bạn trước đó là bạn có bón lót hay là không, hay là bạn bón theo cái định kỳ. Thì nếu như là chúng ta sẽ bón lót mà trước khi trồng á, thì chúng ta sẽ bón cái phân là 20-15 cộng với là cái canxi bo liều lượng là 73, chúng ta trộn lại và chúng ta bón ở hai bên mép liếp, và chính giữa là mình sẽ trồng cái hạt bí, và cái giá thể của nó chính là cái sơ dừa hoặc là cho chấu. Cái đó là cái phần là mình bón phân cho bón, cái phần là bón lót ha. Còn nếu như là bón định kỳ á, thì chúng ta sẽ bón khi dây bí của mình nó được là 10 ngày tuổi là mình sẽ bón định kỳ. Thì cứ một tuần như vậy là mình sẽ bón cái phân 20-15 cho nó, hoặc là các bạn có thể là cộng thêm cái phần là canxi cho nó ha. Cái đó là cái phần là bón phân. Và về cái phần là xịt sâu nữa, thì cái trồng bí này thì nó cái quan trọng nhất không phải là cái phân các bạn, mà nó là quan trọng về cái phần là thun ngọn. Nếu mà dây bí của mình mà nó thun ngọn á, thì 100% là nó ra từ một trái hoặc là nó không ra trái luôn. Có nghĩa khi mà cái dây bí của mình mà nó thun ngọn rồi, mình chỉ có việc là nhổ dục thôi. Mà cái nguyên nhân á, mà làm cho dây bí mình nó thun ngọn á, đó chính là bọ trĩ và bọ dưa nó ăn trên những cái tán lá của mình và những cái tán lá đọt á. Thì cái cách phòng trị thì nó có rất là nhiều. Ví dụ như mình có thể mua cái thuốc là Aqua của công ty mới đó, công ty thế hệ mới gì đó, chúng ta xịt nó rất là hiệu quả luôn. Hoặc là các bạn có thể sử dụng hàng ram nó, và hoặc các bạn có thể sử dụng là Confidor bạn xịt cho nó. Cái đó là phòng bọ trĩ ha. Và mình phải xịt là từ 3 ngày là mình xịt một lần, xịt cho nó đến nó khoảng đâu là 25 ngày tuổi là chúng ta có thể là chúng ta ngưng, và chúng ta chỉ xịt sâu thôi là được nha mọi người ha. Thì riêng về xịt sâu thì chúng ta có thể xịt thuốc là rề ba thông hoặc là thằng ơ ma thông, nó là những cái loại thuốc để mình xịt. Và cái thời gian để mình trồng bí mà nó tốt nhất luôn á, là chúng ta nên trồng vào những cái tháng nắng, tầm khoảng đâu là bắt đầu là từ tháng 9, tháng 10 âm lịch á, thì mình có thể mình tiến hành mình trồng được. Và mình trồng cho tới khoảng đâu tháng 3, tháng 4 là chúng ta sẽ ngưng, chúng ta sẽ không có trồng nữa. Còn trồng như mình ở trong cái thời gian này nó mắc mưa các bạn, tuy rằng cái giá nó có thể là nó nhỉnh hơn những cái thời gian trước, những cái thời gian nắng, nhưng mà nó rất là bệnh luôn. Ở đây mình xịt rất là nhiều luôn, nhưng mà nó vẫn bệnh, một số là nó vẫn bị là thun đầu nha mọi người ha. Đó. Thì ở đây thì mình cũng
trồng, nhưng mà mình có kinh nghiệm nên mình trồng được nha mọi người. Chứ mà nó mắc mưa quá thì nó cũng bị thung đọt và ảnh hưởng của bọ trĩ nữa các bạn. Nói chung là rất là nhiều thứ luôn. Nó vì cái thời gian của nó trồng là nó chỉ thuộc vào những cái tháng mà hạn nắng thôi thì nó sẽ là trồng tốt hơn, và những cái tháng mùa mưa các bạn là chúng bạn là không nên trồng ha. Đó. Thì nếu như là bạn trồng thì cũng được, nhưng mà bạn phải có một cái gọi là cái kỹ thuật, chúng ta biết xịt thuốc này nọ thì chúng ta mới có thể là trồng được nha mọi người. Còn nếu không là chúng ta sẽ không có trồng được đâu. Thì ở đây là mình trồng là xen canh vô cái gốc bưởi nha mọi người. Ở bí của mình thì cũng có một số cây là nó đã, một số dây là nó đã ra bông rồi. Đây các bạn có thể xem ha. Đó. Đây. Và khi mà nó ra bông cũng như là ra nụ các bạn thì mình nên á, mình mua thuốc để mình phòng bệnh là những con ruồi chích trái nha mọi người ha. Mà khi mà nó ra những cái nụ á, cái trái mà nó nụ mà cái ngọng mà nó còn ở trên cái trái bí non của mình á thì mình nên mua thuốc để mình xịt những cái con ruồi chích trái ha. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng là alpha cua ha. Rồi chúng ta có thể sử dụng thằng bê răng ha. Nó thì đó là hai cái dòng thuốc mà mình chia sẻ cho các bạn có thể là lưng phiên để mà các bạn xịt ở trên cái dây bí của mình mà nó được là hiệu quả hơn, nghĩa là phòng tránh được cái con mà ruồi chích trái á. Thì ruồi chích trái thì đối với những cái người bạn nào mà trồng vào đất như mình á thì mình nên xịt, còn đối với những người bạn mà trồng leo vàng mà trồng ở trên sân thượng mà để mà trồng để ăn chơi đó thì chúng ta nên mua những cái thuốc phi bông á, chúng ta treo lên những cái vàng của mình luôn nó, thì để cho các bạn là có thể là đuổi được cái những con ruồi chích trái ha, hoặc là chúng ta dẫn dụ nó vô để đặng cho nó chết. Cái đó là một trong những cách để mà trị con ruồi chích trái, thì trong những video trước thì mình cũng có chia sẻ cho các bạn ha. Thì các bạn nào mà kiểu như mà mới đăng ký mới ở trên cái kênh của mình á thì mình có một cái danh sách phát về bí hồ lô đó, thì trước đó là mình đã trồng được mấy lón rồi. Cái lón mà trồng đồng tiền vàng á thì mình cũng có chia sẻ cho bạn về khoảng cách trồng cũng như là cách trồng như thế nào luôn, là đã có chia sẻ rất là kỹ rồi. Nó thì các bạn nên xem lại cái phần danh sách phát của mình để các bạn có nhiều cái kinh nghiệm ha, cũng như là tham khảo ha. Ở đây cũng là những cái kinh nghiệm riêng của mình thôi, để mình trồng tới đâu thì mình chia sẻ cho tới đó. Đợt này á thì là mình trồng cái giống là Hưng Nông thì cái khả năng mà kháng bệnh mình thấy nó kém hơn cái đồng tiền vàng với giống là trâu vàng ha. Mình thấy nó rất là dở luôn. Có thể là đợt này mình chỉ trồng cái đợt này thôi, mà qua những đợt sau mình sẽ trồng về giống đồng tiền vàng ha. Về cái thời gian thì nó cũng là 70 ngày thôi các bạn là mình thu hoạch được rồi. Nhưng mà cái khả năng mình trồng thì cái giống này là nó không có bằng. Tuy rằng là mình cũng đã xịt cũng rất là nhiều cử nha mọi người ha. Nhưng mà nó cũng còn bệnh. Đó thì hôm nay là mình đã là chia sẻ cho các bạn về cái cách trồng bí hồ lô cũng như là trả lời cho một số câu hỏi cho những người bạn mà đã đặt câu hỏi trên kênh của mình, để cho các bạn có thể là có chút kinh nghiệm ha. Đó. Thì bạn nào đang xem kênh của mình thì hãy cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký ha, để kênh mình phát triển nha mọi người. Cũng như là có câu hỏi thì các bạn thì cứ bình luận ở bên dưới thì mình sẽ tranh thủ mình rep câu hỏi cho các bạn ha. Thì cơ bản thì dòng thì nó chỉ là những cái xung quanh hồi nãy giờ là mình nói thôi, thì chủ yếu là mình sẽ là chia sẻ cho bạn là những cái loại thuốc nào mà để xịt cho nó được tiết kiệm tiền cũng như là tiết kiệm được cái chi phí cho mà người dân mình, bà con mình đỡ cái tốn tiền thôi. Chứ mà cái giá bí thì nó ăn tầm là từ 4.000 mấy cho đến khoảng đâu là 10.000 là trở lại là thấy tại vườn là thấy là nó giữ rồi mọi người, nó không có nhiều nữa, tùy theo cái vùng nữa nha mọi người ha. Như vùng mình thì nó tầm đó thôi. Rồi thì video mình quay tới đây thôi nha mọi người. Mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình.